Một cuộc đời không giống như những bản anh hùng ca. Một con người không phải là ngôi sao sáng cuốn hút mọi sự chú ý về mình. Bà chỉ là một trong hàng triệu phụ nữ Việt Nam âm thầm chịu đựng bao nghiệt ngã của chiến tranh với mong ước duy nhất là hòa bình. Người phụ nữ ấy là mẹ tôi. Thời gian và tuổi già làm cho mẹ tôi khi nhớ, khi quên. Nhưng có một vùng ký ức khó phai mờ là những năm tháng bà sống ở nhà tù Côn Đảo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược. Năm 1969, khi bị địch bắt giam rồi đầy ra Côn Đảo, mẹ tôi là cán bộ lãnh đạo của thành phố Cần Thơ. Mẹ tôi được sinh ra trong một gia đình lao động nghèo ở thành phố Cần Thơ vào năm 1927. Thời ấy, như bao đứa trẻ ở một thành phố miệt vườn ven sông Hậu, mẹ tôi hồn nhiên lớn lên trong sự bình yên và đổi thay của xứ sở. Nào biết được, thành phố Cần Thơ sẽ là nơi cất giữ cuộc đời cách mạng của mẹ tôi. Vì là con một, nên dù không khá giả, ông bà ngoại tôi vẫn cưng chiều mẹ tôi và lo liệu chu đáo chuyện học hành. Khi mẹ tôi cấp sách đến trường tiểu học, không phải cây cầu này bắc qua sông Cái Khế, nhưng những trò đùa nghịch bên lan can cầu của trẻ nhỏ vẫn là ký ức tuổi thơ mà mẹ tôi giữ mãi đến bây giờ. Mười ba, mười bốn tuổi, mẹ tôi là cô bé hiền lành, ít nói, nên được nhiều bạn quý mến. Cả bạn trai lẫn bạn gái của mẹ tôi thuở ấy đều thích rủ bà chơi trò, và lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ, chở che. Trong số bạn học chơi thân với mẹ tôi thời ấy, có một người bạn trai tên Nguyễn Phú Hội. Chiến tranh đã đẩy mẹ tôi và người bạn trai ấy xa nhau từ tuổi trăng tròn. Mỗi người đi một hướng, để rồi mãi hơn 70 năm sau, họ mới gặp lại nhau. Mẹ tôi theo bà ngoại về sống ở quê nhà, vì ông bà ngoại ly hôn. Bà ngoại tôi chỉ còn nuôi một niềm hy vọng là nuôi dạy con gái đàng hoàng, để nó có một người chồng chung thủy. Khi ấy, mẹ tôi đã là một thiếu nữ tuổi 18, đầy năng động, khao khát hòa bình. Mẹ tôi không lấy chồng như bà ngoại mong muốn, mà tham gia phong trào phụ nữ tiền phong. Rồi cách mạng tháng 8 thành công, mẹ tôi tham gia kháng chiến chống Pháp. Mẹ tôi được cơ quan tình báo khu 9 phân công làm nhiệm vụ trinh sát, luôn đơn tuyến hoạt động trong vùng địch kiểm soát. Có lẽ công việc và hoàn cảnh đã làm cho mẹ tôi sống kín đáo và già dặn hơn cái tuổi đôi mươi của bà thuở ấy, cho nên ít người để mắt đến mẹ tôi. Vậy rồi cũng có người đàn ông lớn hơn mẹ tôi chục tuổi cưới bà làm vợ. Đó là cha tôi. Cha mẹ tôi lấy nhau được 7 năm thì cha tôi nhận nhiệm vụ đi tập kết ra miền Bắc năm 1954. Mẹ tôi tiễn chồng đi tập kết cùng 3 đứa con nhỏ và một bào thai sắp sinh. Kể từ đó, mẹ tôi phải nghĩ suy, tính toán để làm sao vừa nuôi dạy các con vừa tham gia kháng chiến. Và khi thấy khó chu toàn cả chức trách làm mẹ và nhiệm vụ cách mạng phân công, mẹ tôi đã nén lòng, can đảm chọn một trong hai. Chiến tranh đã chia cắt mẹ với 4 anh em tôi khi đứa lớn nhất mới 7 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa tròn 1 tuổi. Mẹ tôi chọn nhiệm vụ cách mạng cũng có nghĩa là mẹ tôi chấp nhận xa con, xa những nấm ruột của mình. 4 anh em tôi được gửi cho 4 gia đình.
Lúc đó tôi đi kháng chiến, thành ra muốn người kháng chiến thì phải sắp xếp mọi việc để mình mới có thể phục vụ cho cái công cuộc kháng chiến được. Vì lẽ đó mà con tôi sanh đứa nào tôi gửi đứa nấy hết, tất cả bốn đứa đều gửi, chứ không có nuôi được đứa nào. Có lẽ khi mẹ tôi khóc thì nỗi đau xa con sẽ ít nhiều vơi đi. Bà sẽ dễ chịu hơn những lúc phải nuốt nước mắt vào tận trong sâu thẳm của trái tim bà. Trong bốn đứa đó thì gửi cho đồng bào yêu nước nuôi, mà những đồng bào yêu nước đó đều thương yêu tôi, cho nên người ta lãnh con tôi. Có đứa chỉ mới có 2 tháng là dứt sữa gửi cho đồng bào nuôi, có đứa mới có đầy tháng là dứt sữa gửi đồng bào tới ôm về nuôi. Vì lòng tin tưởng đối với đồng bào yêu nước, đối với mình. Ngày tháng trôi qua, anh em tôi lớn lên trong sự nuôi nấng, dạy dỗ của những gia đình mẹ tôi gửi gắm. Cả bốn anh em tôi đều có gia đình thứ hai ngoài cha mẹ ruột của mình. Những gia đình ấy rất quý mến và chia sẻ khó khăn với mẹ tôi. Gia đình bà Phạm Thị Bèo nuôi anh lớn nhất của tôi tên Ngô Hoàng Phương. Bà Bèo kể về anh Phương đầy xúc động. Bác nuôi nửa năm thì Phương ấy mới trốn vô trong khỏi chỗ bác. Gần 5-6 cây số này đi giữ châu cho người ta. Bởi vì nó tưởng tượng là đi giữ châu đó. Có tiền. Rồi mỗi tháng đem về lên thùng gạo cho bác. Rồi cái tinh thần của nó giữ châu là con người của nó muốn gì thế nào để trên lưng châu nó thấy được lính đi bố, lính đổ quân, lính đi bố thì nó trên lưng châu nó thấy được. Thì lúc này cái tinh thần của thằng Phương nó làm công tác tự do mà để mà thông báo cho mấy anh em hiểu được là lính đi tới hướng nào vậy đó. Thì cái thứ hai á, nó mới lấy cái tiền giữ châu này đó, nó mua thuốc cho bộ đội, bởi vì nó thương bộ đội, mua thuốc cho bộ đội để bộ đội có sức mạnh để mà đánh ngay nhanh, mau độc lập nó mới gặp được cha, được mẹ. Anh Phương tôi đi theo một đơn vị quân giới thuộc quân khu 9 khi anh 16 tuổi. Mẹ tôi vui vì anh Phương đi bộ đội, nhưng bà chưa lần nào gặp được con trai mình khi trở thành chiến sĩ giải phóng quân. Rồi trong một lần cùng đồng đội chuyển vũ khí, bị máy bay địch ném bom, anh Phương tôi mãi mãi nằm lại bên sông Trẹm thuộc tỉnh Cà Mau. Mẹ tôi chỉ được báo tin mà không hề có được một kỷ vật nào của đứa con trai đầu lòng. Mãi đến sau hòa bình, mẹ tôi mới đến được mộ của anh Phương để tình mẹ con lại ngập tràn trong khói hương và nước mắt. Con tôi hy sinh hồi năm 1967. Lúc đó tôi đang công tác là thường vụ thành ủy thành phố Cần Thơ. Khi nhận được tin con hy sinh, tôi không dám khóc tại cơ quan. Tôi sợ ảnh hưởng đến những anh em khác. Cho nên tôi chèo xuống đang ở sông, lũi vô bụi cây rồi ngồi đó khóc. Chứ con tôi hy sinh ở Cà Mau mà tôi công tác ở thành phố Cần Thơ, cho nên được thơ báo tử thôi, chứ cũng không có về thăm gì được, không có hỏi thăm gì được hết, chỉ biết tin vậy thôi. Nhưng vì sợ mình là một cán bộ mà mình sức mướt, mình mềm yếu quá thì sẽ ảnh hưởng đến những cái nhân viên trẻ xung quanh và ảnh hưởng đến người khác, cho nên tôi không hề khóc tại chỗ, mà tôi chèo xuồng ra ngoài sông á, rồi lủi vô gốc cây để mình khóc một mình. Thời ấy, nỗi đau thường được mọi người giấu kín để dồn tâm sức cho cuộc kháng chiến. Với mẹ tôi, giấu kín không có nghĩa là quên. Bà lại nhớ đứa con trai thứ hai, tức anh Ngô Hoàng Sơn của tôi.
anh Sơn được mẹ tôi gửi cho gia đình ông Nguyễn Văn Hữu, một gia đình sống trong lòng địch nhưng có công với cách mạng. Ông bà Hữu nhận nuôi anh Sơn tôi khi anh mới 2 tháng tuổi. Trong một lần tắm sông cùng bè bạn, anh Sơn tôi ngây ngô cứu bạn rồi cả hai cùng chết đuối. Lúc đó anh Sơn tôi vừa qua tuổi 13. Thì là nó bữa đó xong nó lại ở trường nó đình thi, rồi nó mới đi xuống nhà thăm, nó tắm, rồi nó xin phép là nó kêu ba má tôi bằng ông nội cho con đi xuống tắm. Nhưng mà không may cho nó là nó đi, nó thường thường nó ưa dẫn cái con chó đi theo, nó lấy cái sợi dây nó cột cái tay nè, mà bữa đó không dẫn được con chó. Rồi cái thằng ở kế bên nó nói thôi à, mày đi tắm cho tao đi theo với. Nó nói thầy nó, cái thằng kia là không biết lỗi, thành ra ẩn nó biết lỗi, nhưng mà thằng kia nó níu lời quá, thành ra chết dưới sông sáng. Ở thành phố Cần Thơ thời kháng chiến chống Mỹ, mẹ tôi tổ chức được nhiều gia đình nuôi chứa cán bộ cách mạng, kể cả việc chứa truyền đơn, vũ khí trong nhà. Có người thương hoàn cảnh mẹ tôi, muốn nhận nuôi các con của bà, nhưng mẹ tôi từ chối vì sợ liên lụy chuyện chung riêng. Trong cuộc chiến, có những trái bom Mỹ thả xuống để hủy diệt trận địa. Trong số những người lính Cộng Hòa tử trận, có em trai tôi là Ngô Hoàng Lâm. Gia đình nuôi em Lâm tôi vì nghèo, không có tiền lo lót, nên em bị bắt lính và ra trận. Hơn 40 năm hoàn thành nhiệm vụ với đất nước, lẽ ra mẹ tôi thanh thản với tuổi già, nhưng trong lòng bà vẫn không yên vì những món nợ. Những món nợ làm mẹ tôi cứ chặn lòng là nợ tình, nợ nghĩa. Trong đó, có người mà mẹ tôi luôn muốn tìm là một phụ nữ trạc tuổi bà. Hồi ấy, mẹ tôi là cán bộ kháng chiến chống Pháp, sinh tôi khi sức khỏe kém, không có sữa. May mà có dì Sáu sinh con cùng lúc với mẹ tôi. Vậy là dì Sáu cho tôi bú như con của dì. Tình người đã thúc giục mẹ tôi, và bà đã tìm được người phụ nữ cho con mình những dòng sữa ngọt lành gần 60 năm trước. Rồi sống với đồng bào ở đây vậy đó, đồng bào đùm bọc hết sức. Rồi ba của cô Sáu này nè, còn sợ bác không đủ gạo ăn. Nhà có trâu, có ruộng nhiều, mới cấy cho bác một cài, rồi cấy, rồi làm cho bác một câu, nó cho nguyên trong ruộng nữa, lấy lúa đó mà xây làm gạo ăn. Đến nỗi sanh gian bác không có sữa, thì cô Sáu cũng đồng thời sanh đứa con, rồi cô Sáu sanh con đầu lòng, thành đã có sữa nhiều. Cái con gian nó khóc quá, cái cô Sáu kêu bồng qua, cô Sáu cho bú liên tiếp hãy khóc, thì bồng qua cho bú hoài vậy đó. Làn sóng cách mạng đã cuốn mẹ tôi đi cùng đồng chí, đồng bào yêu nước. Tôi xa mẹ khi chưa tròn 3 tuổi, rồi cũng tham gia kháng chiến từ tuổi 15. Tôi ít khi gặp mẹ vì bà hoạt động nội thành Cần Thơ. Mãi đến một hôm giữa rừng U Minh, tôi nhận được tin mẹ bị địch bắt vào ngày 11 tháng 5 năm 1969. Tại Khám Lớn Cần Thơ, mẹ tôi bị tra tấn dã man vì địch muốn tìm ra những cơ sở cách mạng qua lời khai của bà. Khi không thể tìm ra chút manh mối nào từ lời khai của mẹ tôi, tòa án quân sự lưu động dùng 4 chiến thuật đã kết án bà 9 năm khổ sai cộng 9 năm biệt xứ. Gần một năm sau, mẹ tôi bị đưa lên nhà lao Thủ Đức thuộc thành phố Sài Gòn, rồi chuyển qua nhà lao Tân Hiệp thuộc tỉnh Biên Hòa. Tháng 6 năm 1972, mẹ tôi bị đày ra nhà lao Côn Đảo ở trại 4 rồi trại 2. Hồi ấy, cũng như nhiều bạn tù, mẹ tôi luôn tìm cách để cải thiện đời sống, cũng là để bớt đi sự căng thẳng của ngục tù. Nào ngờ, nhờ sự giúp đỡ của nhiều người ở tận chiến khu, tôi nhận được chiếc áo len của mẹ đan. Khi ấy, tôi mới hiểu thêm nỗi khổ của người tù. Ở tù thì phải có một cọng rau cũng phải đấu tranh, thêm một miếng cơm cũng phải đấu tranh. Nó phát bữa chút cơm mà ăn không có lo,
thành ra cái tuổi già thì còn đỡ, còn tội nghiệp lớp trẻ đói ăn không dám ăn cơm, phải để đến tối ăn đặng ngủ, thành ra đấu tranh biết bao nhiêu cái cuộc sống phải đấu tranh ở trong tù. Mình phải có những tay mà bản lĩnh có đầy đủ khí phách như vậy đó, là đấu tranh để mà đưa yêu sách về đấu về lý đó, là nhất định mình phải hơn thằng địch mới được, chứ còn không hơn thằng địch là không được, dứt khoát vậy. Do đó chị em có nhận định vậy đó, cho nên chị em mới nhất trí thống nhất với nhau trong phòng và đưa ra các phòng á, là đều thống nhất với nhau phải có cái nhóm đại diện. Cho nên riêng phòng 14 trại tư á thì đưa chị tư B và Tâm Thẹo, tức là Trương Mỹ Hoa đó. Người đàn ông đang đi bên cạnh mẹ tôi là ông Nguyễn Phú Hội. Khi mẹ tôi là tù nhân ở nhà lao Côn Đảo thì ông Hội là phó quản đốc nhà lao này. Ông Nguyễn Phú Hội chính là người bạn học của mẹ tôi ở thành phố Cần Thơ khi cả hai đang độ tuổi trăng tròn. Hơn 70 năm sau gặp lại, mẹ tôi và ông Hội đã qua tuổi 85. Lúc đó là chúng tôi có radio, thành ra biết tin chính phủ hai phía đã ký Hiệp định Paris, và chúng tôi quyết định, ở trong phòng nữa quyết định là đi đấu tranh để đòi chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đó là phải thi hành Hiệp định Paris, trao trả tù chính trị. Trong một lần đấu tranh trực diện, bà nhận ra ông Hội, nhưng ông Hội thì không hề biết. Ông Hội thắc mắc tại sao mẹ tôi không nhận ông khi ấy. Tại vì lúc đó là hai chiến tuyến rõ ràng. Anh Hội là người của phe bên đối địch, tôi là tù chính trị biệt giam, nghĩa là không thi hành nội quy, chống đối tới cùng. Do lẽ đó mà nhận để làm gì, có giải quyết được gì đâu, mà đấu tranh cho nó ra lẽ, cho có lý lẽ để mà giành được cái thắng lợi của đấu tranh thôi. Ngày 6 tháng 3 năm 1974, mẹ tôi cùng một số tù nhân chính trị được trao trả theo Hiệp định Paris tại Lộc Ninh. Và sau 20 năm xa cách, mẹ tôi được đoàn tụ với cha tôi tại thủ đô Hà Nội. Lúc đó tôi thì chồng tập kết, con thì gửi hết 4 đứa mỗi nơi một đứa. Mà tôi vẫn phấn đấu, vẫn làm nhiệm vụ đảng viên, mà vào tù ra khám, khi xa vào tay giặc, giữ được khí tiết không khai đồng bào, không khai một đồng chí nào, thì cái đó là lý tưởng của cái người đảng viên cộng sản mạnh lắm. Tôi thể tha là chết chứ nhất định không đầu hàng thằng địch, không chịu thua thằng địch. Năm nào cũng vậy, cứ đúng ngày 2 tháng 9, tôi cúng hai người anh và em trai tôi. Tôi chọn ngày này bởi ba người con trai của mẹ tôi, mỗi người một định mệnh. Nhưng nỗi đau mất con của người mẹ thì không hơn không kém. Mẹ tôi thắp ba cây nhang, đầu bạc khóc đầu xanh. Khi ba tôi mất, mẹ tôi lại giấu vào lòng thêm một nỗi đau mất mát. Những năm vào tuổi bát tuần, mẹ tôi sống hạnh phúc với con cháu, trong đó có đứa cháu gọi là bà Cố. Mẹ tôi dành nhiều thời gian để chăm sóc và vui đùa với cháu Cố, như để bù đắp cho mình phần nào thời son trẻ xa con. Mẹ tôi, một phụ nữ có chồng đi tập kết, có con là liệt sĩ, có con là lính Việt Nam Cộng Hòa tử trận, có con chết trôi sông. Mẹ tôi, một phụ nữ tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vì đất nước hòa bình, vì độc lập dân tộc. Mẹ tôi, một phụ nữ sống giàu tình nghĩa với đồng chí, đồng bào và khát khao hạnh phúc. Và một phụ nữ như mẹ tôi không phải hiếm hoi ở đất nước này. Có ai đó nói, chinh chiến là chuyện của đàn ông. Điều đó chắc chắn không đúng với đất nước Việt Nam từng có hàng triệu phụ nữ xả thân vì độc lập dân tộc. Trong đó có mẹ tôi.